Xin mời chiều ngày mai lễ 5 giờ. Bây giờ xin mời tất cả những người mà chúng ta đang làm lam lũ vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chúng ta đang đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được miếng cơm manh áo. Như anh chị em công nhân, những người lam lũ vất vả, xin mời anh chị em lên đây để chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện cho nhau. Chị làm nghề gì? Thưa con làm nghề nông ạ, nấu rượu, làm bát, làm ruộng ạ. Vâng, thưa anh chị em, đây là một người làm nông với những trái bắp, với những cọng lúa đang ở trước mặt chúng ta. Những người làm nông rất cần cho thời tiết thuận lợi, cho mưa thuận gió hòa. Và hôm nay là ngày cầu mùa, một người làm nông đang ở trước mặt chúng ta. Còn cô làm nghề gì? Thưa cha, nghề nghiệp của con là làm công nhân ạ. Công nhân thì con làm về cái gì? Thưa cha, là công nhân túi sách, mà con dụng cụ của con là kéo để cắt ra, còn chỉ để may ấy. Vâng, thưa anh chị em, một người công nhân, chúng ta đang thánh hóa công ăn việc làm của một người thợ may, may mũ với kéo với chỉ. Còn là anh bạn làm nghề gì? Thưa cha, con làm nghề điện. Vâng, anh làm nghề điện. Anh đưa những cái đồ nghề điện của anh, đây là những cái gì đây? Đây, cái kìm, tàu vít. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta có những công nhân điện đem ánh sáng đến cho chúng ta. Nếu mà không có những người đêm ngày lặng lẽ chăm sóc thì chúng ta không có được ánh sáng ngọn đèn. Chúng ta mang nợ cuộc đời, chúng ta nợ những con người, nhất là những người công nhân. Còn ông làm nghề gì? Dạ, thưa cha, đây là con làm nghề ghế đá. Đây là cái gì đây ạ? Đây là cái bay để con làm hồ để tráng đá hoa cương. Năm nay ông bao nhiêu tuổi? Năm nay con 66 tuổi. Vâng, thưa anh chị em, đáng lẽ là tuổi về hưu, nhưng mà trước mặt chúng ta một người 66 tuổi vẫn đang làm những ghế đá để cho anh chị em ngồi. Ghế đá công viên gợi ra thành phố. Có những cái ghế chúng ta ngồi, mình có biết đâu biết bao nhiêu người đã phải 66 tuổi vẫn còn đổ mồ hôi ra với cái đó. Còn bạn làm nghề gì? Dạ, con bán quần áo cha. Đây là quần áo gì đây ạ? Quần áo trẻ em ạ. Vâng, những trẻ em ngày Tết có được những cái bộ quần áo mới là nhờ những người dám bỏ công bỏ sức ra may, và có những người dám đứng ra để mà làm cái công việc đem những cho những em bé có được những cái áo mới trong dịp Tết. Còn anh làm nghề gì? Dạ, con làm nghề dép ạ. Nghề dép, anh lấy ra. Lấy hẳn ra. Nghề dép, thưa anh chị em, chúng ta biết có những người đi giày, có những người đi dép. Và nếu không có những người thợ da, không có những người ngày đêm miệt mài thì chúng ta không có được những đôi dép để mà đi. Đây là đôi dép của người thợ làm dép, làm giày da. Thưa anh chị em, cầm một đôi ra cho bỏ đi, với bao đi. Còn bạn xách cái show này đi đâu đây? Dạ thưa cha, vợ chồng con là làm người pha sơn, dạ, làm công nhân ạ. Vâng, thưa anh chị em, đây là những thùng sơn mà ngày Tết nhất chúng ta trang hoàng nhà cửa, phải có những người thợ sơn, có những người thợ pha sơn để làm cho sắc màu cuộc đời nó tươi hơn, đẹp hơn trong những ngày Tết đến xuân về. Còn bạn làm nghề gì? Con làm nghề dán xe và bán đồ trang trí xe. Vâng, đây là đồ nghề của người dán keo xe và đồ trang trí xe. Tết đến lễ hội, chúng ta thấy có những chiếc xe đẹp, bóng bẩy, lại phải có những người cặm cụi đêm ngày ngồi lau chùi và làm cho những cái xe đó được đầy sắc màu bởi keo dán xe. Lạy Chúa tôi, cái gì đây? Dạ thưa cha, con làm nghề bán thịt heo. Đây là cái gì đây? Dạ, giò heo. Chị cầm dưa lên cho mọi người. Cầm dưa lên nào. Vâng, đây là cái giò heo. Tết đến, xuân về, chúng ta thấy có bánh chưng, rồi chúng ta có giò lụa, giò chả, do những con người nuôi heo, do những con người giết heo và làm thịt heo. Còn anh bạn? Dạ thưa cha, con đang học viết nhạc, cho nên là con xin tặng cha cái bài hát đầu tiên nhưng mà con viết. Dạ thưa cha. Vâng, thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho một người bạn là trẻ. Đây là có những nghề nghiệp bằng tay chân, có những nghề nghiệp và trí óc, có những nghề nghiệp đầu óc. Người ta vẫn bảo là nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Thực ra nghề tay chân, nghề đầu óc, nghề nào cũng quý cả.
Nếu chúng ta biết dùng cái công việc đó vào công việc phục vụ thì nghề đầu óc hay nghề tay chân, nghề nào cũng quý. Đây là bạn sáng tác bài hát này, bạn có thể hát được nó không? Dạ được, thưa cha. Vâng, thưa anh chị em, chúng bài hát mang tên là? Dạ, Con Đường Tín Thác. À, đây là bài bạn mới sáng tác cho nên là chưa có phổ biến được cho mọi người. Vậy thì bạn tặng tôi xin cảm ơn để ca đoàn Fustina sẽ tập và sẽ hát một ngày nào đó. Bây giờ xin mời ca đoàn chúng ta hát bài để mà tất cả cộng đoàn cùng cầu nguyện chuẩn bị trước. Con cầm. Thưa anh chị em, bây giờ xin mời anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, trước mắt chúng con là những người thợ điện, là những người thợ hồ, là những người thợ xây, là những cô làm nghề thợ may, là những người sáng tác nhạc, là những người làm sợi da, làm đủ mọi ngành nghề. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những ngành nghề này, còn ai còn nghề nào khác nữa không? Chúng con dâng lên Chúa hết tất cả, xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này. Xin Chúa cho mỗi người chúng con, dù làm bất cứ nghề gì, chúng con vẫn biết mục đích đó là phục vụ và đem lại hạnh phúc, ấm no cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho tha nhân, chứ không chỉ biết lo hưởng thụ mà thôi. Có sức khỏe, có thời giờ để chúng con phục vụ và phục vụ người khác là chúng con phục vụ Chúa, làm vinh danh Chúa. Mời anh chị em cầm cây quạt lên.